Hello mọi người, nhất là các chị gái mệnh Phúc Đăng Hỏa, tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Đây là video clip em làm về tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các chị. Thì qua tìm hiểu thì tuổi của các chị năm nay có rất là nhiều điều khó khăn. Có thể nói là xấu ở nhiều mặt, nhưng mà đặc biệt thì không ảnh hưởng tới bổn mạng. Tại vì sao? Tại vì năm nay là năm Mộc, mà các chị thì được là mệnh hỏa, cho nên là mộc sinh hỏa, cho nên là bản mệnh có thể nói là vững vàng, không có nguy hiểm. Tuy nhiên là các chị gặp sao là sao Kế Đô, một cái ngôi sao mà xấu nhất cho nữ, thường đem lại ốm đau, tai tiếng và đặc biệt là mất tiền. Hạn thì gặp thiên tinh, rối rắm tranh chấp. Vận niên thì gặp cẩu cuồng phong, một cái vận niên có thể nói là xấu nhất trong các vận niên. Tại vì vận niên này là đụng đâu nó cũng sinh chuyện, cho nên nó làm nó sẽ rất là khó khăn trong cái vận niên của năm nay. Thiên can á, thì chữ giáp á, lại khắc cái chữ mậu. Giáp khắc mậu này á, thiên can nó xấu cho công việc, công việc hay gặp cái sự bế tắc trục trặc. Tuy nhiên là giáp khắc mậu cho nên là các chị vẫn có thể giải quyết được, nhưng mà cái gì cũng vậy, suôn sẻ đỡ hơn là phải tốn công hao lực mà mình đi giải quyết. Địa chi thì đặc biệt là khó chịu, đó là Thìn gặp Tuất, mà Thìn Tuất là lục xung. Lục xung thì gia đạo khó yên, cuộc sống tình cảm cũng có nhiều cái sự buồn bã, rối rắm. Đó là cái sơ khởi bên ngoài của cái tử vi năm Mậu Tuất này đối với tuổi của các chị. Có thể nói là các chị có tưởng tượng đi ha, mình có 2, 4, 6 cái mà để xét về tử vi của một năm có tốt hay xấu, thì các chị coi như là có 5 cái là bị tương khắc, có mỗi một cái là cái mạng được tương sinh, đó là mộc sinh hỏa thôi. Thì có nông là người ta nói là mất cái gì cũng được, đừng có để mất mạng. Thì năm nay rõ ràng như vậy, các chị sẽ gặp chuyện là thị phi rối rắm, mất tiền, thậm chí công việc bị ảnh hưởng, nhưng mạng thì được là gọi vững vàng. Thì để mà đi sâu vào một cái tuổi nào đó thì em hay nói sơ về cái thiên tính của các chị. Các chị Giáp Thìn thì đa phần là có cái tướng mạo sang trọng, dễ nhìn, của đa phần những người tuổi Thìn nữ mạng đều có được cái thiên phúc đó. Tại vì sao? Con Thìn là như đã nói, con rồng là một cái con thanh cao, cao quý, số mệnh bay nhảy đồ này kia, được canh cửa của thiên đường, canh cửa những cái nơi linh thiêng, cho nên là nó được cái quý tướng sinh gọi là rất là ok. Nhưng mà nếu như mà các chị mà sinh vào mùa thu và mùa đông mà ban ngày á, mà những ngày mà nắng á, thì là thường là lận đận gian truân, khó có thể nào mà định số được trước cái thời điểm trung vận ha. Tánh người thì các chị là biết sao, rồng mà ngay thẳng lắm, có gì phà ra gặp rồng mệnh hỏa nó không có sợ. Biết, nhưng mà lại là biết người, biết chấp nhận thực tại, nên dễ tạo sự nghiệp, cuộc sống cũng đỡ phần sóng gió. Thì cái giai đoạn này là đã đang bước vào hậu vận rồi, thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời, gọi là an nhàn sung sướng, đa phần là sự nghiệp đã có. Người Giáp Thìn thì giờ này thì mà nói phải bận luôn bôn ba mà kiếm miếng cơm manh áo thì không phải, đa phần là từ khá tới giàu ha. Cũng có người thì cũng còn lao đao tâm trí, nhưng chắc chắn là những người này, người Giáp Thìn nắm chữ giáp mà con Thìn thì khó có thể nào là 100 người chắc có được 2-3 người gì đó khổ, chứ còn lại là đa phần là hưởng cái phúc lộc ha. Đặc biệt mà những người tuổi Giáp Thìn này mà sớm mà biết về Phật pháp, biết về nhân quả thì sẽ rõ ràng là một điều rất là thuận lợi, và hiện tại thì khẳng định là đang có tiền tài. Về sự nghiệp và cái công danh của cái năm 2018 á, thì theo lịch vạn niên á, các chị năm nay á, gặp sao Kế Đô chiếu mạng, sinh chuyện tai tiếng thị phi, dễ gặp tai nạn và rối rắm. Công việc thì trục trặc, quan hệ với người dễ sinh bất hòa tranh chấp. Đặc biệt cái sao Kế Đô này nó thuộc hành kim, đối với người mạng hỏa các chị thì là hỏa nó khắc kim, cho nên là nó đốt được cái sao Kế Đô. Cái mạng của các chị lớn nó vẫn đốt được cái sao Kế Đô, cho nên là dù là có gặp hung họa thì các chị cũng sẽ vượt qua được.
nhờ cái sự giúp sức của nhiều người hoặc là quý nhân nào đó giúp sức cho mình vượt qua. Hạn thì gặp thiên tinh, hạn này thì dễ sinh nhiều chuyện rối ren, nghịch ý, tranh cãi đôi chối hoặc là liên quan đến pháp luật, giấy tờ mà mình không có thể chủ động được. Rõ ràng là mới có xét có chút xíu là thấy là phải êm không êm rồi ha. Lại thêm gặp vận niên cẩu cuồng phong, năm nay công việc làm ăn, giấy tờ, thậm chí là quan hệ giao tiếp có những cái chống trái, nhưng mà đặc biệt là các chị nắm chữ giáp cho nên là tương đối có thể tới cuối cùng mình vẫn vượt qua được. Mưu sự người ta gọi là tiền hung hậu kiếp, với địa hòa, đúng không? Dễ cái vận niên cẩu cuồng phong này á, thì rất là dễ sinh nóng giận vô cớ, đưa đến hành động thiếu bình tĩnh không có lợi. Còn về tuy nhiên á, về tứ trụ á, thì có thể nói á, là với là thiên thắng thì năm nay công việc làm ăn, giấy tờ, quan hệ giao tiếp thì vẫn có được là những thắng lợi ha. Cộng với cái địa hòa của tứ trụ á, thì gia đình sự nghiệp tương đối an hòa, cuộc sống không có nhiều thay đổi về mặt gia đạo. Rồi như vậy phối hợp các yếu tố trên á, đứng về ngũ hành mà luận giải thì năm nay cái can mậu nó thì nó thuộc dương, ngũ hành thì lại hợp hỏa, đúng không? Trung vận là thái chủy cho nên hỏa sẽ rất là vượng, đặc biệt là những tháng giữa năm, tháng Mậu Ngọ và tháng Kỷ Mùi là tháng hay tháng thiên thượng hỏa. Đối với mà các chị gái mạng hỏa gặp năm hỏa vượng thì sẽ có lợi cho danh lộc lẫn sức khỏe, tuy nhiên nên cẩn thận vào các tháng đầu năm là các tháng thủy như là Giáp Dần nè, rồi là Ất Mão là tháng này nè, Giáp Dần qua rồi Ất Mão thì nó sẽ không có công việc làm ăn, nên cẩn thận, rất dễ rơi vào bế tắc, gặp trục trặc. Gặp sao hạn thì yếu kém, lại thêm vận niên cẩu cuồng phong gây nhiều rối rắm, sinh chuyện công việc làm ăn, đừng quá tin người và cũng đừng có giao tiếp quá rộng rãi, kết thêm mối thâm giao ở trong cái thời điểm năm nay. Dễ sinh nóng giận, đưa ra quyết định sai lầm, có thể nói đây là năm nhiều chuyện bất ổn, ảnh hưởng đến sự nghiệp danh lộc, chỉ có phần tinh thần tình cảm được an bình. Đây là một năm thật sự khó khăn đối với các chị gái thân yêu, nên cẩn trọng nếu xét về mặt ngũ hành. Về mặt ngũ hành thì thật sự là xấu nhiều hơn là tốt ha. Còn xét về mặt tử vi á, thì tiểu vận của năm 2018 với tuổi của các chị là sinh địa, thì cái tiểu vận này nó dễ sinh danh lộc lẫn phúc thọ, đồng thời nó có sẽ ngăn chặn, hóa giải các sự chẳng lành do cái sao hạn xấu gây ra. Đây là thời gian mà các chị hưởng cái đại vận 10 năm, từ năm 53 đến năm 62 tuổi, thì cái giai đoạn này thì có nhiều điều tốt đẹp, là thời gian mà có thể nói là vượng phát đối với cái người tuổi Giáp Thìn. Vì vậy tiểu hạn vào sinh địa thì lại càng thêm đem thêm cái nhiều cái may mắn tốt đẹp cho nó. Như vậy thì về mặt tử vi thì rõ ràng là vào cái tổng thể của năm thì các chị đang ở cái thời kỳ vượng phát ha, tốt đẹp. Cung tiểu hạn thì có Bạch Hổ, Hoa Cái, đồng thời còn có Lực Sĩ, Kình Dương, Thiên Khốc. Dấu hiệu của những cái tinh quân này là đem lại một năm đầy lo âu khi giải quyết nhiều cản trở trướng ngại. Tuy nhiên nhờ có tứ linh hóa cách là Long, Hổ, Phượng, Cái, cho nên là cái tứ linh hóa cách này nó sẽ phần nào làm cho cái công danh uy thế vẫn được sinh vượng nếu các chị làm trong quan vận. Tiến triển về danh lợi, nhưng đặc biệt năm nay thì như đã nói ở trên thì các chị đã thấy rồi, có nhiều điều chống phá cho nên là không thể to lớn được. Cung hạn thì có Thái Tuế, Ngộ với Hóa Kỵ cộng với Đà La nữa, nên cẩn thận trong mối quan hệ, dễ bị thị phi, kiện cáo, thậm chí là dây dưa đến pháp trường, gây tổn hại uy thế và tiền bạc. Trong cung mệnh thì có Tuế Phá nè, đi với Đại Hao thì nhiều việc không thuận,
nhiều lo lắng bên trong, phòng cái người mà thân tín của mình đâm sau lưng. Tiền bạc hao tốn ha, không nên tính chuyện lớn trong năm nay, mới mong giảm phần khó khăn. Nếu như các chị mà tính chuyện lớn trong năm nay thì sẽ đem rất là nhiều khó khăn và chống phá cho mình, cho nên là các chị cẩn thận ha. Đặc biệt cái cung tài bạch đó, thì có đại hao, thì mọi người cũng biết rồi, đại hao mà nhập hạng, nhập cung tài bạch thì coi như là tiền mình đi ra rồi, đúng không? Tiền bạc sẽ không thể nào giữ, nhưng bên cạnh đó thì nhờ có hóa lộc thiên trù thì là thu nhập vẫn có thể bù đắp được. Có thể nói là trước hết là mình tốn tài đó, nhưng mà mình cũng sẽ có thu nhập để bù đắp vào cái khoản này. Thì những người giáp thìn thì thực sự là một người rất là tính toán giỏi và làm ăn thì rất là ok. Nói chung á, là về mặt tài bạch thì có làm ra nhiều nhưng mà sẽ có hao nhiều, cho nên là có thể nói là năm nay khó mà giữ được tiền bạc. Nhìn chung các mặt nè, từ sao hạn ngũ hành đến tử vi, năm nay gặp sao chiếu mạng không tốt nên khó tránh những việc rối ren bất ổn. May á, nhờ cung tiểu và đại hạn có nhiều cái sao tốt hội tụ, đặc biệt là tứ linh hóa cách, hy vọng sẽ giúp các chị vượt qua khó khăn, sự nghiệp cũng bớt phần chao đảo. Gặp vận niên thì bất lợi, đó là vận niên cẩu cùng phong, thì khó tránh khỏi có người đố kỵ dèm pha gây trở ngại, cho nên là nên giảm thiểu các mối quan hệ hoặc là tiệc tùng ngày trong năm này không cần thiết, và gạt bỏ ra ngoài những cái lời qua tiếng lại của kẻ xấu xuất phát từ lòng ganh tị, sẽ giảm thiểu rối rắm tranh chấp bất lợi, cuộc sống được an lạc hơn. Ngoài ra là năm nay là sao hạn tương đối khá xấu, thật sự mà nói thì xét ra thì xấu lắm, chỉ có bổn mạng là được thôi, thì cẩn thận về mặt giấy tờ hồ sơ, ký cái gì thì cũng phải nhìn trước ngó sau, tránh cái mọi rắc rối nếu không muốn liên quan đến pháp luật. Đó là cái tử vi về sự nghiệp công danh của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các chị. Còn về mặt tình cảm và gia đạo thì như thế nào? Năm nay là cuộc sống có nhiều rối ren trong công việc, tinh thần vướng bận nên tình cảm cũng có cái sự mà gọi là bị ảnh hưởng nhất định. Dù ở hoàn cảnh nào thì hãy nói rằng một điều là người giáp thìn luôn luôn cái như là tôn trọng cái gia đạo, cái tổ ấm, cho nên là năm nay dù là có gặp cái sự khó khăn ở bên ngoài thì các chị cũng cần quan tâm bồi đắp gia đạo của mình. Thiên tính của các chị là người mà tuổi giáp rồi chữ con thìn nữa thì hay hướng ngoại, giao tiếp, cho nên là năm nay có mà cái công việc mà gây ra khó khăn mình phải bận bịu đi nữa thì cũng đừng có quá tham công tiếc việc mà quên chăm sóc con cái. Năm nay thì có tứ hung, đó là tan hổ khóc hư ở trong cung mệnh, thì con cái thân tộc có người bệnh nạn hay là gây ra cái sự chẳng lành mà các chị phải là người đứng ra chịu trách nhiệm, phải lo lắng. Cho nên là các chị cần quản lý con cái mình chặt chẽ hơn một chút. Hạn thì có đường phù, tấu thơ, hỷ thần, có lợi ích hay là có tin vui về nhà đất, đường phù. Các con cũng có người thành tựu về mặt công danh, thậm chí là có cưới gả. Với chồng con cũng như bạn bè thân quyến nên cẩn thận trong lời nói, vì mình đang gặp năm cẩu cù phong mà nhiều khi mình nóng giận rất là vô cớ. Đừng có nóng giận bốc đồng mà cư xử thiếu tế nhị, dễ gây bất mãn và nặng hơn là trở nên thù oán. Mà một năm mà đã không thuận rồi, mình bớt bạn thêm thù là không được, mình phải là thêm bạn bớt thù ha. Rồi, đối với các chị đang ở trong tình trạng độc thân dễ bị tổn thương về tình cảm và uy tín, mối quan hệ cần dè dặt giữ khoảng cách với người nam để khỏi bị tai tiếng thị phi. Đa phần các chị không được may mắn trong tình duyên, bề ngoài thì là người cứng cỏi ha, có thể là không cần đàn ông mình bao quát, mình là một người đàn ông luôn, nhưng trong lòng thì mong muốn yêu thương rất là mãnh liệt. Và năm nay thì là năm không thuận mà gọi là để mà kết hợp chính thức, nhưng mà gọi là góp gạo thổi cơm chung, sinh tình cảm trong năm này thì cũng không có gì là trở ngại.
ha. Mình có buồn phiền về công việc thì có kệ, cũng có được ông tâm sự cho nó đỡ buồn ha. Đó là một điều cũng không có gì là quá xa xỉ trong cái giai đoạn này. Về mặt sức khỏe thì năm nay, năm 2018 sao hạn rõ ràng là không tốt à, nhưng là được cái là mệnh là sao bản mệnh của năm là mộc gặp được năm hỏa vượng, nên bổn mạng sức khỏe không có bị ảnh hưởng nhiều. Năm nay đừng nên quá lo lắng, sinh nóng nảy có hại cho tinh thần là chính. Bổn mạng thì năm nay thuộc dạng vững vàng, đặc biệt thì lái xe cẩn thận, phòng tai nạn nhưng nhẹ. Năm nay với những cái gì mà đã nói ở trên thì rõ ràng là một năm hoàn toàn không thuận. Nên cố gắng làm lành lánh dữ, để phước sanh thì họa lùi, cuộc sống sẽ phát sinh được bình yên. Rõ ràng với cái tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi Giáp Thìn của các chị thì có rất là nhiều điều mà cần phải lo lắng. Không phải em nêu ra đây để mọi người cảm thấy là bất an, em nêu ra đây để mọi người biết trước mà đưa ra những cái phòng ngừa cũng như những cái tính toán cương nhu trong làm ăn, để mình khỏi bị mất tiền mà tổn hao tâm trí. Chứ không phải là cứ hãy nói điều xấu ra để mọi người phải đi cúng bái hay là cái việc này việc kia. Thì mình, em chỉ mong mình là một người hoa tiêu, tổng hợp được lại những cái thông tin mà ông bà của chúng ta để lại, để giúp các chị có được cái điều tốt nhất trong cuộc sống. Thì em có làm luôn cả cái vận hạn 6 tháng đầu năm đối với tuổi của các chị. Thì không phải mình có vận hạn cái tử vi không tốt của năm thì tất cả các tháng trong tốt đều trong năm đều không tốt, mà sẽ có tháng tốt và tháng không, và tháng tốt thì như thế nào là tốt và tháng không thì như thế nào là không. Thì đầu tiên hết á, thì năm nay á, tháng giêng là tháng Giáp Dần, một tháng thủy. Như vậy mệnh á, là thủy khắc hỏa, tháng khắc bản mệnh, cẩn thận về bệnh nặng, bổn mạng khó yên, có thể là bị sức khỏe mình không suy giảm. Thì các chị đã trải qua được tháng Giáp Dần rồi, tháng giêng rồi, thì các chị cũng sẽ tự cảm nhận được điều này. Thiên can á, Giáp thì đồng hàng mộc à, cho nên là công việc không có bị ảnh hưởng, có thể nói là suôn sẻ. Thìn Dần á, địa chi Thìn Dần á là tự chủ bình hòa, không hình hại, không cũng xương hợp không gì cả, cho nên có thể nói là gia đạo cũng là bình thường, không vì gì hết. Như vậy trải qua cái tháng giêng vừa rồi á, thì các chị cũng đã biết sức khỏe cũng hơi khó chịu một tí xíu ha, có làm cho mình chỉ là sụt sùi thôi. Công việc thì rõ ràng là có khó khăn nhưng mà không đến nỗi nào à, cái này nó không có tương khắc không gì cả, thậm chí là nó đồng hàng. Tuy nhiên là thủy khắc hỏa thì nó sẽ làm cho cái bổn mạng của chúng ta, các tinh quân tốt ở trong mệnh của các chị sẽ bị mờ đi, mà mờ đi thì nó sẽ bị ảnh hưởng của các sao hạn nè, vận niên và cái thiên cái thiên can rồi cái địa chi của cả năm nó ảnh hưởng đến mình, thì công việc nó sẽ khó khăn ha. Rồi đến tháng 2 là tháng Ất Mão, tháng này cũng là một tháng thủy à, như vậy thì cũng giống tháng 1, các chị cũng cảm thấy là không có ok lắm về bổn mạng, về sức khỏe ha. Rồi thiên can Giáp là mộc à, Ất cũng mộc luôn à, không xung hợp, không có gì cả, không có xung khắc với nhau, cho nên là công việc cũng có thể nói là bình thường. Một chút khó khăn của cả năm đang đè lên mình. Đặc biệt địa chi Thìn với Mão thì thuộc nhóm tương hại, mà tương hại ở đây được hiểu là sự cản trở nhau à, giữa bên yếu với bên mạnh, mà Thìn là bên mạnh, Mão là bên yếu. Nhưng rõ ràng thì tháng này, tháng Ất Mão mà các chị đã trải qua được 20 ngày rồi thì đem lại nhiều khó khăn hơn cho các chị rất là nhiều. Đơn giản vì sao? Như đã nói ở trong tháng 1, thủy nó khắc hỏa là bổn mạng, tháng nó khắc cái bổn mạng của mình. Thì bổn mạng của mình giống như là một cái, năm nay cái bổn mạng của mình thì giống như cái khiên cuối cùng để che đỡ, mà nó khắc thì nó sẽ làm cho bổn mạng của mình bị tắt đi, hỏa nó bớt đi ha. Thì cái thiên can của cả năm nó sẽ ảnh hưởng đến mình. Rồi gặp địa chi của tháng này nó lại tương hại với mình nữa, thì rõ ràng là gia đạo cũng không có yên ổn ha, sẽ có xào xáo. Và công việc thì
cực kỳ rơi vào những cái điều mà khó khăn. Cho nên nó là còn 10 ngày nữa, hy vọng rằng nó sẽ suôn sẻ mà qua đi cái tháng này, một cái tháng là vừa khắc bản mệnh vừa bị địa chi ha. Rồi tháng thứ ba là tháng Bính Thìn, tháng Thổ, thì nó bắt đầu vào từ ngày 16 tháng 4 năm 2018. Thì tháng này là mệnh là hỏa sinh thổ, sinh xuất bản mệnh, cẩn thận bản mệnh và sức khỏe. Thiên can bính giáp không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên địa chi thìn với thìn là thuộc nhóm tự hình. Hai cái tuổi nào mà gặp nhau thì tương sinh thì không nói, người ta nói là vì cùng tuổi thì nằm duỗi mà ăn, nhưng mà riêng cái người cùng tuổi thìn thì rất là khó mà có thể sống chung với nhau. Họ sẽ là bị tự hình, họ sẽ gây gỗ, họ sẽ hai cái cá tính nó giống nhau quá nó cũng không tốt. Mà ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu, quấy nhiễu bên mạnh, loại trừ cả bên yếu. Như vậy là tháng 2 vừa qua tháng 3 thì sinh xuất bản mệnh đi, sinh xuất bản mệnh thì đỡ hơn là bản mệnh tháng khắc bản mệnh, thì có thể nói là sức khỏe chỉ cần cẩn trọng một chút xíu, cũng một chút xíu khó khăn thôi. Nhưng mà thấy không, bính giáp thì giáp có thuộc hành mộc, bính thuộc hành hỏa, như vậy là thiên can cũng bị sinh xuất luôn. Địa chi thì thìn với thìn là bị tự hình, như vậy là tháng 3 thì gọi là năm sinh tháng đẻ thì rất là khó khăn, sẽ đem đến cho các chị mà khá nhiều điều mà các chị phải tốn hao tâm lực mà mới có thể giải quyết được. Cho nên là nếu là em thì các em sẽ đặc biệt cẩn thận 40 ngày tới của cái năm Mậu Tuất này. Tiếp theo là tháng 4 âm lịch, một tháng Thổ, tháng này là tháng Đinh Tỵ. Thì mệnh cũng như là tháng 3 thì là sinh xuất ha, hỏa sinh thổ, nhưng mà cũng có thể nói là tương sinh. Cho nên là cũng không có gì đáng ngại về mặt sức khỏe, nó có thì cũng vài viên thuốc là hết. Đinh á, thì thuộc hành hỏa, giáp thuộc hành mộc. Thiên can về mặt tử vi thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, nhưng mà về nạp âm ngũ hành á, là giáp mộc sinh hỏa, như vậy á, là bị sinh xuất thiên can, có thể tốn tài, nhưng mà cái tiền này mình là tiền mình đầu tư có chủ động, tốn tiền nhưng mà có chủ động mình đầu tư cái này để mình mốt mình sinh lợi. Tỵ với thìn là tự chủ bình hòa, không hình hại, không tương hợp nhau, nhưng mà tỵ thì thuộc hành thổ ha, tỵ thì thuộc hành hỏa, thìn thì thuộc hành thổ, cho nên có thể nói là địa chi là tương sinh. Như vậy vượt qua cái tháng 2 và tháng 3 có nhiều rắc rối về gia đạo, thì tháng 4 thì chúng ta xét về mặt nạp âm ngũ hành á, thì hỏa nó sinh thổ, tỵ sinh thìn, thì sẽ đem đến cho cái sự gia đạo, nó sẽ có nhiều niềm vui, làm cho các chị có tinh thần hơn trong cái công việc, mà mọi điều nó sẽ đỡ đần hơn một tí. Có thể nói là bước qua tháng 4 thì công việc đã bắt đầu trở nên thoải mái hơn, nhưng mà các chị nên nhớ rằng các chị đang ở trong năm rất là sung nhiều điều, cho nên các chị cũng đừng manh động ha. Rồi đến tháng 5 là tháng Mậu Ngọ. Tháng này là tháng hỏa, như vậy mệnh là hỏa đồng hàng. Tuy nhiên thiên can chữ giáp của các chị nó lại khắc chữ mậu. Thiên can khắc tháng, công việc dễ gặp trở ngại, sanh rầy rà, đặc biệt là dễ bị liên quan đới đến những cái việc mà của pháp luật. Địa chi ngọ thìn cũng tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không tương hợp nhau. Tuy nhiên ngọ là hỏa, thìn là thổ, cho nên là hỏa sinh thổ, như vậy là tháng 4 và tháng 5 là chúng ta được tương sinh về địa chi, gia đạo ok. Tháng 5 thì hỏa đồng hàng, cho nên là cái hỏa nhiều, mà tháng này là em như đã nói ở lúc trên đầu thì hỏa sẽ vượng ở trong thời điểm này, mình là người mạng hỏa, hỏa vượng, hy vọng rằng với hỏa vượng cộng với tứ linh hóa cách thì cái chữ giáp khắc mậu này, cái công việc nó có sanh ra rối rắm thì các chị cũng đơn giản mà vượt qua được. Có thể nói là cái thiên can chữ giáp khắc chữ mậu này không đến nỗi nào là quá khó khăn, mà các chị có thể sử dụng cái tháng 5 này mà để giải quyết cái công việc, dù là có rối rắm thì mình vẫn được tương sinh của hỏa nhiều, mình đốt cháy cái chữ mậu để mình giải quyết công việc của mình. Tiếp theo là tháng Kỷ Mùi. Tháng này thì thường là tháng 6 âm lịch đó, thì nó sẽ bắt đầu chắc cỡ 18 tháng 7
năm 2018. Thì tháng này là mệnh cũng là hỏa, thiên thượng hỏa, cho nên là hỏa đồng hoàng. Thiên can thì cái chữ giáp nó hợp kỹ, mà đây là thiên can thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp trung chính chữ về chữ tính, cho nên là có thể nói cái tháng này công việc sẽ rất dễ sinh tài lộc và mọi điều nó sẽ ok. Tại vì tháng hỏa, hỏa vượng, mình lại mạng hỏa, đúng không? Thì hy vọng là với cái ngọn lửa bừng bừng, các cái tứ linh hóa cách và những cái tinh quân tốt của mình, nó sẽ bừng sáng, nó làm cho tài lộc nó hội tụ. Còn về địa chi á, mùi với thìn, thì người ta nói thìn tức sủ mùi tứ hành xung, nhưng mà thìn với mùi thì nó cách nhau xa quá, thì nó sẽ không có gây hại gì, có thể nói là tự chủ bình hòa, không hình hại, không gì nhau hết. Đặc biệt thìn với mùi là cùng hành thổ, cho nên có thể nói là đồng hàng. Địa chi là thường khiến về phần gia đạo, cho nên có thể nói là gia đạo không có việc gì xảy ra. Như vậy là tháng 6 có thể nói là một tháng rất tốt cho các chị, có thể sinh tài lộc, công việc rất là hanh thông. Tháng 5, tháng 6 như đã nói ở trên thì nó sẽ đem lại nhiều điều khởi sắc hơn, nhờ cái gọi là hỏa vượng rất là nhiều. Trên đây là cái tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi Giáp Thìn của các chị. Thì rõ ràng nó có những cái sự khó khăn, và trải qua cái tháng Giáp Dần, tháng Giêng thì các chị đã cảm nhận được rồi. Thì em mong rằng những cái thông tin mà em tổng hợp được từ tử vi của cái năm này sẽ giúp được các chị những tháng còn lại biết cương nhu và như thế nào trong cái công việc làm ăn nhất định. Nếu như mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ ở bên dưới để cho mọi người tuổi Giáp Thìn được biết mà ứng dụng có cuộc sống tốt hơn. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video clip về tử vi các tuổi khác, có thể là tuổi của chính bản thân mình, có thể là tuổi của người thân, bạn bè, để giúp mọi người có được cuộc sống tốt hơn, có được cái sự chuẩn bị cho những cái năm tốt xấu một cách rõ ràng hơn. Video đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.